Cựu quyền Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chris Miller phủ nhận việc cựu tổng thống Donald Trump ra lệnh sẵn sàng triển khai 10.000 binh sĩ tới Điện Capitol vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Đài CNN ngày 27 tháng 7 trích đoạn video do Ủy ban điều tra vụ bạo loạn Điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021 công bố cho biết ông Miller khẳng định chưa bao giờ nhận mệnh lệnh như vậy từ ông Donald Trump. Ông Miller nói trong đoạn video: "Tôi chưa bao giờ được hướng dẫn, nhận mệnh lệnh hoặc biết về bất kỳ kế hạch nào như vậy." Không có mệnh lệnh từ cựu tổng thống Trump. Trước đó, ông Trump từng nói đã yêu cầu lực lượng vệ binh quốc gia sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Hôm 9 tháng 6 năm nay, ông Trump tuyên bố đã từng đề nghị huy động 20.000 thành viên vệ binh quốc gia tới thủ đô Washington DC vì cảm thấy sẽ có một đám đông tụ tập. Ủy ban điều tra công bố lời khai của ông Mueller sau khi tiết lộ ông Trump không gọi lực lượng quân sự và thực thi pháp luật can thiệp lúc đám đông tràn vào điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quan Mỹ, cũng nói với Ủy ban điều tra rằng ông không nhận được cuộc gọi từ ông Trump khi vụ bạo loạn xảy ra. Ông Milley cho biết mình chỉ nói chuyện với cựu phó tổng thống Mike Pence hai hoặc ba lần vào ngày 6 tháng 1 năm 2021. Kiki Lutz, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Pence, cho hay ông Trump không yêu cầu lực lượng thực thi pháp luật phản ứng vào ngày xảy ra vụ bạo loạn. Hôm 26 tháng 7, ông Trump quay trở lại thủ đô Washington lần đầu tiên kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ tổng thống. Trong bài phát biểu dài 90 phút, ông nói, Tôi đã tranh cử tổng thống, tôi đã thắng và tôi đã giành chiến thắng lần thứ hai. Chúng tôi thật sự đã làm điều đó hai lần. Về tình trạng bạo lực, ông Trump nhấn mạnh, nếu chúng ta không có sự an toàn, chúng ta sẽ không có tự do. Ông kêu gọi trả lại quyền lực và nguồn lực cho cảnh sát để họ làm tốt công việc của mình. Ngoài ra, ông Trump còn chỉ trích chính quyền tổng thống Joe Biden bởi lạm phát của Mỹ đang ở mức cao nhất trong vòng 49 năm qua và giá xăng đạt mức cao kỷ lục. Cuối bài phát biểu, ông Trump đề cập Mexico và vấn đề nhập cư. Chính quyền của tôi đã xây dựng bức tường biên giới phía Nam dài hàng trăm km trước khi kế hoạch bị cản trở bởi thảm họa bầu cử năm 2020. Đảng dân chủ không muốn xây dựng bức tường, đó là khi tôi bắt đầu nghĩ rằng có lẽ họ thực sự muốn mở cửa biên giới để tất cả có thể xâm chiếm đất nước chúng ta. Dù để ngỏ khả năng ra tái tranh cử tổng thống năm 2024, nhưng ông Trump không chính thức tuyên bố tái tranh cử.